Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ, cũng trong nháy mắt gã cự nhân đầu rồng kia bị chấn cho bay lên, một cái trống lớn khác bay tới, ầm một tiếng chấn động, đụng thẳng lên chiếc cổ thuyền. Tiếng trống này vừa vang lên, trong thiên đình của ám xương lục đạo giới, tiếng kêu rên vang vọng khắp thiên địa. Đại đạo trong cơ thể không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao tan rã, nhục thân mục nát, thọ nguyên cực nhanh mà trôi qua, nguyên thần héo rũ. Trong khoảnh khắc, trong thiên đình đã là bạch cốt chồng chất. Đám thần ma này tu vi thấp kém, chết quá nhanh. Thời điểm nhục thân và nguyên thần mục nát, bọn họ vẫn còn đứng. Bởi vậy, có thể nhìn thấy vô số bộ xương bạch cốt đang đứng thẳng, trong tay vẫn còn cầm thần binh của mỗi người. Sau đấy, đám thần binh kia cũng mục nát, tan rã, xương cốt cũng văng tung tóe đầy đất, nhấc lên từng đoàn bụi bặm. Đám thần ma may mắn còn tồn tại trong thiên đình nhất thời giận cả tóc gáy. Vô số thần ma ở bên cạnh bọn họ tử vong mục nát, biến thành xương khô. Cái này cũng không khỏi quá khủng bố. Hàn Xương Dư Đế không ngừng quát lớn: "Mau tới chư thiên, mau tới chư thiên lên!" Ám xương lục đạo giới mặc dù không bằng ba la lục đạo giới, thế nhưng bài danh trong 3000 lục đạo giới cũng không thuộc về trong trung du, thực lực nội tình không tầm thường. Trong thiên đình, từng tòa chư thiên bay thẳng lên không trung, lực lượng chư thiên tuôn ra ngăn cản tiếng trống đáng sợ kia ở bên ngoài. Lực lượng chư thiên giống như cầu vồng, hình thành một màn hào quang bao phủ thiên đình lại, càng lúc càng dày. Nhưng tiếng trống vừa vang lên, đạo cầu vồng kia cũng nhanh chóng mỏng dần đi, không ngừng tiêu biến. Cũng may tiếng trống cũng không liên tục, bằng không cho dù là đám chư thiên này cũng không thể nào chống lại được. Mà lúc này Trung Nhạc đã hiện ra chân thân Tuệ Hoàng, mượn dùng lực lượng của 100 tôn hỏa linh chống lại ba cái mộ cổ. Từng đạo liệt hỏa cuộn trào mãnh liệt bay ra, giống như nộ long kích động đánh bay ba cái trống lớn. Dù sao 100 tôn hỏa linh này cũng là linh trong đế tinh của thời đại Hòa Kỳ sinh ra, vô cùng cường đại. Mặc dù mộ cổ cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là hàng phòng chế, không phải mộ cổ chân chính. Bởi vậy hắn mượn lực lượng của hỏa linh đủ để chống lại ba cái mộ cổ này. Ba cái mộ cổ này đúng là có uy năng của chư thiên vô đạo, nhưng nếu đã vượt qua năng lực có thể chấn áp của bọn chúng cũng không chấn áp được. Lúc trước, Tư Mệnh đã từng dùng đế binh Hạo Thiếu Trung chống lại nó, hơn nữa còn thắng được đánh nát mộ cổ, đánh chết ngục thủ. Chỉ là tiếng trống kia không ngừng tầm ăn dỗi lực lượng của Trung Nhạc. Cho dù hắn có hỏa linh viễn cổ của thời đại Hòa Kỳ chống đỡ, mấy phen bị tiếng trống kia trùng kích cũng khiến cho nhục thân và nguyên thần của hắn ăn không tiêu. Đám thần ma của thiên đình ám xương lục đạo giới kia chỉ là thừa nhận dư ba của tiếng trống, mà hắn thì bị tiếng trống trực diện trùng kích. Hắn cảm giác được nhục thân của chính mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan rã. Đi! Trung Nhạc đánh văng ba cái mộ cổ, thôi động thiên dực cổ thuyền. Cổ thuyền mở ra ngàn cặp cánh, phá không bay đi. Xuống! Ba gã thủ vệ thiên ngục nhất tề chấn động mộ cổ. Trong tiếng trống, 1000 cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền bị áp chế, không thể không thu hồi. Nhưng tốc độ của cổ thuyền đã gia tốc tới tận cùng, vẫn tiếp tục xông ra khỏi thiên đình, bay về phía thiên ngoại. Hai gã thủ vệ thiên ngục lập tức truy sát theo, chỉ lưu ngục thủ Bính Dần lại. Hàn Xương Dư Đế nhìn thấy Bính Dần đi tới, trong lòng khẽ động, vội vàng nghiêm túc chuẩn bị. Ngục thủ Bính Dần trở tay lấy ra một tấm lệnh bài, lạnh như băng nói: "Phụng thiên thừa vẫn, giới đế ám xương lục đạo giới nghe chỉ." Hàn Xương Dư Đế nhìn thấy tấm lệnh bài kia, sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: "Ồ, hóa ra là thượng sứ, không biết thượng sứ có ý chỉ gì?" Bính Dần mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói: "Truyền lệnh cho những lục đạo giới khác, các giới nhất tề xuất binh chặn đường tân nghịch tặc nghịch thiên vừa rồi kia. Hạ lệnh cho giới chủ giới đế các giới, những nơi chúng ta đi qua, khắp nơi đều phải tận hết toàn lực mà hỗ trợ." Hàn Xương Dư Đế vội vàng xưng vâng dạ. Bính Dần giẫm mạnh chân một cái, đạp lên trên mộ cổ, viễn độn phóng đi. "Thủ vệ thiên ngục, hóa ra bọn họ là thủ vệ thiên ngục, khó trách lại lợi hại như vậy." Hàn Xương Dư Đế lộ ra thần sắc khó khăn, trong lòng thầm nghĩ: "Để ta thông chi cho những giới đế khác sao, sợ rằng có chút khó khăn rồi. Hiện tại giới đế của 3000 lục đạo giới đều là bản thân khó được bảo toàn. Không biết bao nhiêu ma đầu cùng hung cực ác nhau nhau chui ra mà tắc loạn. 3000 lục đạo giới đã bị chiếm lĩnh hơn phân nửa rồi. Ám xương lục đạo giới ta không biết khi nào sẽ thất thủ đây. Thôi được rồi, hiện tại thông chi cho mấy vị giới đế phụ cận trước vậy. Nhìn một chút xem bọn họ có chư viện được hay không." Trên thiên dực cổ thuyền, tinh thần Trung Nhạc thoáng thả lỏng một chút. Đột nhiên huyết nhục toàn thân hắn dầm một tiếng ngã xuống,
chỉ còn lại một bộ xương đứng ở nơi đấy. Hỗn Độn Vũ bị dọa cho sợ hết hồn, suýt chút nữa đã nhảy bật lên. Không sao. Trung Nhạc tản đi huyết nhục hư nát, huyết nhục mới lập tức sinh ra, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại như lúc ban đầu nói. Vừa rồi tiếng trống kia đã chấn cho nhục thân ta mục nát, rơi vào suy vong, bởi vậy không thể không tản đi một thân huyết nhục hư nát này. Vũ sư huynh, người không sao chứ? Hỗn Độn Vũ lắc đầu, vừa rồi Trung Nhạc thủ hộ trước người của hắn, không để cho hắn bị tiếng trống trùng kích, ngược lại thương thế của Trung Nhạc mới là nặng nhất. Lúc này phía sau lại vang lên tiếng trống, sắc mặt Trung Nhạc phát lạnh, một lần nữa thôi động cổ thuyền bỏ chạy. Hắn vừa đánh vừa chạy, thủy chung cũng không thể thoát khỏi ba gã thủ vệ thiên ngục này. Ba gã thủ vệ này giống như giòi bám vào trong xương vậy, cho dù hắn dốc sức chiến đấu bức lui bọn họ, thời điểm muốn tới khởi thiên dực cổ thuyền chạy đi vẫn sẽ bị bọn họ dùng tiếng trống cắt đứt thiên dực cổ thuyền. Thậm chí Trung Nhạc đã lại một lần nữa bỏ rơi bọn họ, dự định thôi động cổ thuyền bỏ chạy, vẫn lại bị bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì mà tìm được, lại chém giết một trận. Ba gã thủ vệ này có thủ đoạn có thể truy tung được phương vị của ta. Trung Nhạc lại một lần nữa thoát khỏi bọn họ, huyết nhục toàn thân rồi lại một lần rồi lại một lần bị hư nát, cặp mày không khỏi nhíu chặt. Cho dù hắn luyện được bất tử chi thân, cho dù có hỏa linh vẫn cổ hỗ trợ, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Đột nhiên không gian phía trước chợt sao động, một đạo trường hà hạo hạo đáng đáng xuất hiện trên mặt sông Vân Thải phiêu phù. Mặt Vân Thải đứng vô số thần ma, uy phong lẫm lẫm, cao giọng quát lớn: Kẻ phản nghịch kia dừng lại, có nhận ra Tần Liễu giới đế của U Hà lục đạo giới hay không? Trung Nhạc quay đầu bỏ chạy. Lại qua thêm hai canh giờ nữa, phía trước đột nhiên lan tỏa từng đạo thần hà, chỉ thấy vô số thần tướng đang vây quanh một vị giới đế đứng trong tinh không, cười lạnh nói: Kẻ phản nghịch muốn qua cửa ái tiêu quang lục đạo giới này của ta hay sao? Trung Nhạc lại quay đầu bỏ chạy, còn chưa đi được bao xa đã nghe tiếng pháo ầm ầm, từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay tới. Trên chiến hạm kim quang sáng lạn, đứng sừng sững vô số thần nhân kim sáp. Một vị giới đế trong đó uy phong lẫm lẫm, cao giọng nói: Người có thể thoát khỏi bao vây tiễu trừ của hai vị giới đế Tiêu Quang và Tần Liễu, có thể qua được cửa ải Vũ Dương giới đế này của ta hay sao? Trung Nhạc một lần nữa quay đầu bỏ chạy, Vũ Dương giới đế lĩnh quân giết tới, lại không thể đuổi kịp thiên dực cổ thuyền. Kẻ phản nghịch có nhớ ám xương lục đạo giới ta hay không? Không bao lâu sau, Trung Nhạc lại tao ngộ đại quân do Hàn Xương giới đế xuất lĩnh. Mấy tòa chư thiên giống như những quả minh châu treo cao trên không của đại quân. Đúng lúc này, những giới đế còn lại cũng xuất lĩnh đại quân tới đây bao vây tiễu trừ, ngăn cản đường đi của hắn. Lại mơ hồ có tiếng trống vang lên, hiển nhiên là ba gã thủ vệ thiên ngục kia đã truy sát tới. Trên cổ thuyền, Hỗn Độn Vũ khẽ nhíu mày hỏi: Dịch tiên sinh, ngươi còn mưu kế gì nữa không? Trung Nhạc không nói một lời. Thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động, ngàn cặp cánh chim bay xuống về phía lục đạo giới ở phía dưới. Bốn vị giới đế xuất lĩnh 24 vị giới chủ cùng thiên quân vạn mã cũng lao xuống lục đạo giới kia. Chỉ thấy lục đạo giới này gọi là Uy Thần lục đạo giới. Uy Thần giới đế ở trong đấy gọi là Vân Sơn giới đế, tên là Hách Liên Vân Sơn. Hàn Xương giới đế cười ha hả nói: Ba vị thượng sứ không cần khẩn trương, ta chỉ cần thông chi cho Vân Sơn giới đế một tiếng thôi, hắn tất nhiên sẽ chạy trời không khỏi nắng rồi. Ba gã ngục thủ là Bính Dần, Đinh Mão cùng với Mậu Thìn thả chậm bước chân. Hàn Xương giới đế cúi người xuống, quát lớn về phía thiên đình của Uy Thần lục đạo giới: Vân Sơn lão đệ, Vân Sơn lão đệ, mau tới liên thủ với chúng ta bao vây tiêu trừ kẻ phản nghịch. Kẻ phản nghịch kia đã tiến vào thiên giới của ngươi rồi. Trong Uy Thần lục đạo giới, nhục thân Vân Sơn giới đế càng lúc càng to lớn, cười ha hả nói: Hắn chạy không thoát được đâu. Trong thiên đình của Uy Thần lục đạo giới, vô số thiên binh thiên tướng vội vàng hành động. Thạch Cơ Nương Nương và 6 vị giới chủ nhao nhao xuất động, chỉnh đốn binh mã giết về phía thiên giới của Uy Thần lục đạo giới. Trên không trung, thần quang đủ loại màu sắc lóe sáng, 4 vị giới đế xuất lĩnh binh mã các giới hàng lâm, hào hào đáng đáng, thần uy bao phủ thiên địa. 4 vị giới đế nhao nhao bày bố trận thế, bao vây 4 phương 8 hướng thiên giới của Uy Thần lục đạo giới, bày ra thiên la địa võng, khiến cho Trung Nhạc không đường để chạy. Thiên dực cổ thuyền đáp xuống trong thiên giới của Uy Thần lục đạo giới, dừng lại trước nhạc khẩu phủ của thiên giới. Trung Nhạc đi xuống cổ thuyền, Hỗn Độn Vũ khẽ nhíu mày rồi lên tiếng nói: Dịch tiên sinh, với tốc độ chiếc cổ thuyền này của ngươi hẳn là sẽ không bị bọn họ vây khốn mới đúng, sao ngươi không đi vậy? Trung Nhạc tiến vào nhạc khẩu phủ, nhàn nhạt nói:
Sao lại phải đi chứ? Cặp mày của Hỗn Độn Vũ nhíu chặt. Trung Nhạc đường quen xe nhẹ, tiến vào Nhạc Hầu phủ. Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, mỉm cười nói: Vũ sư huynh mời ngồi, không cần kinh hoàng đâu. Ta ở trong băng ngàn lục đạo giới kinh doanh mấy trăm năm, cũng có thế lực không nhỏ. Thay vì bị bọn họ truy sát, không bằng đơn giản một lưới bắt gọn đi. Hỗn Độn Vũ ngồi xuống, trong lòng vẫn có chút bất an. Bốn phía có vô số thần tướng như ẩn như hiện, nhao nhao dò xét động tĩnh của Nhạc Hầu phủ. Vân Sơn Dư Đế không ngờ nhìn xuống, vươn người ra khỏi không gian quan sát Nhạc Hầu phủ, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, khẽ lẩm bẩm: Là nơi đó sao? Tần Liễu Dư Đế hỏi: Vân Sơn lão đệ, địa phương mà nghịch tặc trốn vào kia có gì không thích hợp hay sao? Vân Sơn Dư Đế nói: Tòa phủ đệ kia là địa phương trước đây nghịch tặc của Phục Kỳ thị từng cư trú. Tên nghịch tặc kia tác loạn khắp nơi, cho tới bây giờ vẫn chưa bị hàng phục. Cách đây không lâu, Tử Quang Quân Vương từng phái sứ giả tới nơi này, cũng là muốn sưu tầm nơi hạ lạc của tên nghịch tặc Phục Kỳ thị kia. Hiện tại sứ giả chỉ vừa mới rời khỏi thôi. Lẽ nào tên nghịch tặc này có quan hệ với tên nghịch tặc Phục Kỳ thị kia hay sao? Bốn vị giới đế còn lại nhao nhao nhất thời rơi vào suy tư. Đột nhiên trên thiên ngoại chợt có từng cái đầu lâu lăn xuống, chỉ nghe một chàng cười hăng hắc truyền tới, lạnh lẽo nói: Sứ giả Từ Từ Vi tới sao? Nó bị Thiên Vân Thập Bất Hoàng chúng ta giết chết rồi, đầu của bọn họ đang ở đây này. Sắc mặt của Vân Sơn Dư Đế khẽ biến, cười lạnh một tiếng. Chư đế cùng ba gã ngục thủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 18 vị thần hoàng và tạo vật chủ hình dung kỳ dị vây quanh một vị thiên vương trẻ tuổi đi tới, tự mình tiến vào Thiên La Địa Võng, bộ dáng không coi ai ra gì, tiến về phía Nhạc Hầu phủ. Ồ, 19 cường giả này là ai vậy? Hàn Sương Dư Đế nghi hoặc hỏi. Bọn họ là tặc đáng của nghịch tặc Phục Khí thị. Vân Sơn Dư Đế cười lại một tiếng nói: Trường Canh và Thiên Vân Thập Bất Hoàng dưới trướng của hắn, các vị không cần quan tâm. Bản lĩnh của bọn họ chẳng ra gì cả, với thực lực của uy thần lục đạo dưới ta, dễ dàng liền có thể sang bằng được. Vậy cộng thêm chúng ta thì sao? Trên thiên ngoại một lần nữa chấn động, một con bạo viên từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng rơi xuống trong thiên giới, chấn cho quần sơn không ngừng run rẩy. Sau đấy, từng đạo thân thể cao lớn xuyên thủng Thiên La Địa Võng, rơi xuống bên cạnh con bạo viên kia. Tổng cộng có 99 vị thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, thân thể vĩ ngạn, khuôn mặt dữ tợn. Sắc mặt Vân Sơn Đế Đế đại biến. Đồng đảng của Phục Khí thị, yêu hoàng viên thất sao? 99 ma vương, nếu các người đã tới đây vậy thì Phục Khí thị ở đâu rồi? 99 tôn ma vương bọn viên thất, Thương Vũ, nhất tề không người hướng về trên không trung, đồng thanh nói: Mời các vị tạo vật chủ hiện thân. Thiên không không ngừng run rẩy, thiên không tách ra, từng đạo thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện. Đó là từng vị tạo vật chủ, tu vi thực lực cũng không thua kém dưới đế chút nào. Mà ở sau lưng đám tạo vật chủ kia chính là từng vị thần hoàng, ma hoàng và yêu hoàng. Tổng cộng có tới 64 vị tạo vật chủ, cộng thêm 800 vị thần hoàng, ma hoàng và yêu hoàng. Sắc mặt đám người Vân Sơn Dư Đế kịch biến, một trong những thế lực cường đại nhất của 3000 lục đạo giới rốt cuộc cũng đã hiện thân. Mời chủ công. Một vị tạo vật chủ không người nói, đám người còn lại cũng không người nói. Mời chủ công. Một gã Phục Khí thị trẻ tuổi đi tới, xuất hiện trên màn trời bị xé rách, cao cao tại thượng. Đó chính là đệ nhất tội phạm truy nã quát tháo 3000 lục đạo giới, Phục Khí hiếm hoi còn tồn tại trên thế gian đương đại, Trung Sơn thị Trung Nhạc. Mặc dù hắn chỉ là một chân thần, nhưng đứng giữa rất nhiều tạo vật chủ và thần hoàng lại đều chế mắt hơn bất luận một kẻ nào. Trên người của hắn tràn ngập sát khí khủng bố, ngưng tụ thành đại dương huyết hải. Vô số thần thi ma thi phiêu đáng ở trong huyết hải. Dị tượng đáng sợ bậc này nói rõ sát tâm của hắn nồng đậm tới cực điểm, hận ý ngập trời. Thần ma chết trong tay của hắn sợ rằng không thể tính toán. Trung Sơn thị Trung Nhạc, đại ma vương hoành hành 3000 lục đạo giới, Phục Khí thị tội ác chồng chất, rốt cuộc đã quay trở lại uy thần lục đạo giới này. Khóe mắt của Vân Sơn Dư Đế nhảy loạn, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, lặng lẽ lui về phía sau. Những năm gần đây hắn vẫn luôn lo lắng Trung Nhạc sẽ trả thù hắn, cho nên những năm qua Trung Nhạc bị truy nã, hắn chính là hạ thủ tàn nhẫn nhất, nhiều lần xuất lĩnh đại quân truy sát Trung Nhạc. Về sau thế lực của Trung Nhạc càng lúc càng lớn, có không biết bao nhiêu hạng người vô pháp vô thiên tụ tập ở bên cạnh của hắn, chỉ bằng vào chiến lực của một lục đạo giới đã không đủ để diệt trừ Trung Nhạc. Vân Sơn Giới Đế liền liên thủ với những giới đế khác bao vây tiêu trừ Trung Nhạc,
nhưng thủy chung cũng không thể thành công. Càng về sau, thế lực của Trung Nhạc đã vượt qua vô số lục đạo giới. Vân Sơn Giới Đế cũng không dám lại đuổi giết hắn nữa. Mỗi lần Ba La Giới Đế đề nghị bao vây tiêu trừ Trung Nhạc, hắn đều là phất cờ hò reo, nhưng bản thân không có sức lực. Hắn lo lắng nhất chính là Trung Nhạc sẽ tới tìm hắn báo thù. Cũng may từ trước tới giờ Trung Nhạc vẫn luôn bị Ba La Giới Đế dẫn người vây quét chặn đường, không rảnh tới tìm hắn. Không nghĩ tới hiện tại Trung Nhạc đã trở lại, hơn nữa còn đã mang theo hết thảy bộ hạ, lực lượng cường đại nhất của chính mình. Chẳng những thế lực của Trung Nhạc đã tới, mà thế lực của Canh Vương Gia cũng đã tới. Hiện tại Vân Sơn Giới Đế chỉ muốn dùng truyền thống trận chạy khỏi nơi này, bỏ chạy đi thật xa. Tinh vực Tử Vi đã loạn rồi, không rảnh để ý tới 3000 lục đạo giới. Đám yêu ma quỷ quái này đều nhảy ra ngoài tác loạn. Uy thần lục đạo giới này đã mất đi thì cứ vứt đi thôi, ta cứ việc trốn đi thật xa. Kẻ nào làm tiên đế thì liên quan gì tới ta chứ? Hắn không ngừng lùi về phía sau. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm lãnh tĩnh vạn phần vang lên. Kẻ đầu hàng không chết, không chịu quy hàng, thần hồn câu diệt. Đạo thanh âm này là tới từ Nhạc Hầu phủ. Vân Sơn Giới Đế có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đạo thanh âm truyền tới từ trong Nhạc Hầu phủ kia chính là thanh âm của Trung Nhạc. Mà trên mặt trời bị xé rách kia vẫn có một gã Trung Nhạc khác. Cái này có ý nghĩa như thế nào đây? Kẻ phản nghịch mà thủ vệ thiên ngục đuổi bắt này và Trung Dân Thị Trung Nhạc chính là cùng một người. Bang một tiếng, từng vị thần hoàng, tạo vật chủ, bộ hạ Trung Nhạc thế khởi từng tấm lưới thật lớn, phong tỏa toàn bộ thiên giới. Cùng lúc đấy, đám tạo vật chủ kia cũng mở rộng động thiên của bản thân. 64 tòa động thiên bao phủ thiên ngoại thiên giới, triệt để phong tỏa nơi này. Cho dù có kẻ xuyên qua thiên la địa võng cũng sẽ rơi vào trong động thiên của bọn họ. Ở trong động thiên tạo vật của bọn họ chính là tồn tại vô địch. Một trường giết chóc bắt đầu, thiên binh thiên tướng do năm vị giới đế xuất lĩnh dưới sự công phạt trực tiếp tan rã. Vô số thần ma bỏ chạy tứ tán nhưng lại không thể chạy thoát được, lập tức bị đổ sát. Cho dù có xông ra thiên ngoại cũng lại lao vào trong đám động thiên của các tạo vật chủ. Đám động thiên kia có uy năng tạo vật đều có chỗ thần diệu. Có động thiên là sương mù, có cái là mưa bay, có cái là tịch dương, có cái là minh nguyệt. Lúc tiến vào sương mù vẫn là người sống, lúc đi ra lại là từng bộ xương khô. Tiến vào động thiên mưa bay, thần hồn sẽ bị âm vũ, không chỗ nào không có, đục cho trăm ngàn lỗ thủng. Trong động thiên tịch dương, liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt hết thảy. Còn trong động thiên minh nguyệt, nguyệt quang như kiếm, kiếm chạm nhục thân và nguyên thần. Uy năng của 64 động thiên đều không giống nhau, nhưng sau khi tiến vào đều là hữu tử vô sinh. Binh lực của năm vị giới đế thoáng cái đã bị đánh cho tan nát. Năm vị giới đế mỗi người dẫn theo giới chủ, thiên vương của lục đạo giới chính mình ra sức chém giết. Nhưng trận chiến này từ vừa mới bắt đầu đã sớm định trước kết cục. 99 vị tồn tại hoàng cấp bọn viên thất gia nhập chiến trường. Canh Vương gia thì xuất lĩnh Thiên Vân Thập Bất Hoàng giết về phía Vân Sơn Giới Đế. Vân Sơn Giới Đế vừa đánh vừa lui, chạy về phía truyền tống trận của thiên giới. Lúc này Thái tử Vân Hòa đang đứng bên cạnh truyền tống trận kia. Trong lòng Vân Sơn Giới Đế vui vẻ, đang định bảo hắn kích khởi truyền tống trận, nào ngờ Thái tử Vân Hòa đột nhiên đánh nát tòa truyền tống trận kia. Vân Hòa, ngươi làm gì vậy? Vân Sơn Giới Đế vừa sợ vừa giận, lớn tiếng tra hỏi. Ngay sau đấy liền rơi vào vây công. Thái tử Vân Hòa nhìn hắn bị khốn trong vòng vây, trong mắt toát ra trận trận khoái ý, mỉm cười nói: Phụ thân, ta đã biết mẫu thân ta chết như thế nào rồi. Toàn thân Vân Sơn Giới Đế vết thương chồng chất, liên tục khổ chiến, nói lớn: Mẹ ngươi là bị Thạch Cơ Nương Nương độc chết kìa. Xa xa, Thạch Cơ Nương Nương vừa mới hiện thân, đang định chạy tới, nghe hắn nói vậy liền dừng bước lại, cười lạnh một tiếng: Bạc Tình Lăng, kẻ phụ lòng. Vân Sơn Giới Đế vội vàng cao giọng nói: Thạch Cơ, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, ta và ngươi là vợ chồng lâu như vậy, ngươi sao có thể nhìn ta bị bọn họ giết được? Thạch Cơ Nương Nương lạnh nhạt nói: Vậy lão gia ngươi nói cho hắn biết đi, mẫu thân của hắn chết như thế nào? Vân Sơn Giới Đế cắn răng lạnh lùng nói: Mẹ ngươi là chính cung, mà bảo tọa giới đế của ta bất ổn, muốn mượn lực lượng của Thạch tộc, liền nhất định phải cưới Thạch Cơ Nương Nương làm vợ. Nàng là tộc trưởng của Thạch tộc, cưới nàng làm vợ nhất định phải giao ra vị trí chính cung. Mẹ ngươi nhất định phải chết đi, là ta đã tự mình độc chết nàng. Nàng đã làm chính cung lâu như vậy, ta cấp cho nàng vinh hoa phú quý phong phú như vậy, nàng chết cũng không uổng một đời rồi. Vậy sao? Năm xưa ngươi không có gì cả,
mẹ ta đi theo ngươi, không rời không bỏ, cùng chung hoạn nán, ăn không biết bao nhiêu cay đắng, thậm chí ngay cả hài tử cũng không dám sinh ra, lo lắng sẽ liên lụy tới ngươi. Thái tử Vân Hòa nói mà như khóc, ôm mặt bỏ đi. Tới lúc ngươi lên làm giới đế, chuyện đầu tiên chính là độc chết nàng. Lòng dạ của ngươi, ngươi dù sao cũng là phụ thân của ta, ta không đành lòng tận mắt nhìn ngươi chết ở nơi này. Thạch Cơ, mau mau tới giúp ta. Vân Sơn giới đế cao giọng nói. Thạch Cơ nương nương cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo bỏ đi. Lão già, duyên phận vợ chồng giữa ta và ngươi chấm dứt ở đây, kiếp sau gặp lại, nếu ngươi có kiếp sau. Kiếp sau sao? Hắn tuyệt đối không có kiếp sau đâu. Tạ Vật Hạ Lan ngồi trên xe lăn giết tới, lạnh lùng nói. Vân Sơn, ta tới đòi lại lợi tức đây. Hắn vừa gia nhập chiến trường, tình thế của Vân Sơn Dư Đế lại càng thêm nguy cấp. Đột nhiên tiếng trống vang lên, uy năng của chư thiên vô đạo bạo phát. Những nơi tiếng trống khủng bố đi qua, hết thảy đại đạo đều bị chấn áp. Các lộ thần ma đang lúc chém giết đều cảm thấy thần thông đạo pháp của chính mình, kể cả thần binh, ma thần binh cũng đều không thể sử dụng. Trong lòng Vân Sơn Dư Đế còn đang vui vẻ, cho rằng ba gã thủ vệ thiên ngục kia tới giúp đỡ hắn một tay. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đại biến, tiếng trống cuồn cuộn đánh tới kia giống như ma âm che đậy hết thảy, khiến cho ngay cả hắn cũng không thể sử dụng tu vi, khiến cho thiên binh thiên tướng ở dưới trướng của hắn lại càng hao tổn thảm trọng. Lần này Trung Nhạc mang tới đều là thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ, cho dù có bị che giấu đại đạo trong cơ thể cũng có thể kiên trì chống đỡ, sẽ không chịu tổn thương. Mà đám thiên binh thiên tướng thì lại bất đồng, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng đã chết dưới tiếng trống. Mà lúc này ba gã thủ vệ thiên ngục kia lại đang công phạt lẫn nhau, đều dùng mộ cổ công kích đối phương. Một tiếng trống lớn kia thật ra là ba tiếng, mà gã ngục thủ đều đồng thời phát động công kích về phía đối phương. Đợt công kích này khiến cho ba gã ngục thủ kia đều không ngừng thổ huyết, khí tức củ rũ, không phấn chấn. Đám thủ vệ thiên ngục này đang làm cái gì vậy? Sao lại tự giết lẫn nhau như vậy? Trong lòng Vân Sơn giờ đấy nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không rảnh đi tìm hiểu. Lúc này hắn đã bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng, Canh Vương Gia và Tà Vật Hạ Lan bao vây, nhất thời nhất định là tử cục. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có 6 vị giới chủ và 4 vị thiên vương viện thủ, chỉ có thể dựa vào nhục thân đánh một trận. Đột nhiên thanh âm của Trung Nhạc vang lên, cao giọng nói: Pháp giới chủ, còn nhớ chuyện ngươi đã đáp ứng với ta không? Hiện tại đã tới lúc ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Pháp Chiêu Chân thoáng ngẩn người, thở dài một tiếng, quay sang thống hạ sát thủ với Vân Sơn dưới đế nói: Bệ hạ, đừng trách ta, ta từng đáp ứng với hắn, nếu hắn gặp nạn thì sẽ ra tay giúp đỡ, không thể đổi ý được. Thế nhưng hắn hiện tại cũng đâu có gặp nạn đâu. Toàn thân Vân Sơn dưới đế đẫm máu, vừa giận vừa hận nói: Hắn là muốn một lưới bắt hết toàn bộ thế lực của ta kìa. Đúng lúc này Thượng Thiên Vương cũng đột nhiên thống hạ sát thủ với hắn, hung hăng đánh một kích lên trên lưng của Vân Sơn Dư Đế nói: Bệ hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đừng trách ta, các vị đạo hữu, ta đã quy hàng rồi, không nên giết ta. Ở bên cạnh Cổ Nhạc, một nam một nữ đang đứng ở nơi đấy, nguyên thần thật lớn của hai người giống như một đạo bóng mờ bao phủ ba gã nhục ngục thủ kia. Bất quá thời điểm ba gã ngục thủ kia tự giết lẫn nhau, tiếng trống ầm ầm chấn động cũng khiến cho một nam một nữ này rên lên một tiếng oa oa thổ huyết, không thể không thu hồi nguyên thần của chính mình. Phục Hy, những gì nên giúp chúng ta đã giúp rồi, lại giúp thêm nữa, tiếng trống kia lại vang lên một lần nữa thôi, ta và Tiểu Bạch liền phải chết rồi. Nàng nữ tử kia lôi gã nam tử kia bỏ đi, gã nam tử kia còn có chút không quá cam tâm tình nguyện, bị nàng nữ tử hung hăng chừng mắt một cái, chỉ đành theo nàng rời khỏi. Phi Yên sư phụ à, ta và Trung sư huynh là hảo hữu chí giao, sao lại không giúp hắn giết chết ba tên quỷ mặt lạnh này được? Hắn là Phục Hy, sẽ khắc chết chúng ta. Chúng ta thần công đại thành, vốn dĩ cho rằng có thể hoành hành thiên hạ, hiện tại vừa mới giúp hắn một lần thôi đã bị trọng thương rồi, đi mau, đi mau. Hắn mới là đại giao hóa, sao chổi đáng sợ nhất kìa. Bạch Tương Hải và Tạo Vật Chủ Phi Yên nhanh chóng rời đi. Mà vào lúc này, trong nhà khẩu phủ, Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đi ra khỏi phủ đệ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói: Ta của quá khứ, sao còn chưa trở lại đi? Một gã Trung Nhạc khác từ trên trời giáng xuống, mỉm cười nói: Ta đã rất lâu rồi chưa thi triển ra toàn lực, hiện tại rốt cuộc sắp được như nguyện rồi. Thân thể của hai người tương dung, hợp làm một thể,
Trong cơ thể Trung Nhạc truyền tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, nhục thân biến hóa, khôi phục lại diện mạo vốn có, khí tức càng lúc càng cuồng dã. Toàn bộ thực lực ca. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, thân thể lóe lên, biến thành hình thái tuệ hoàng, đầu rồng thân người, toàn thân lan tỏa ra thánh hỏa hừng hực, đứng sừng sững trên thiên vực cổ thuyền. Cổ thuyền chấn động, ngàn cặp tiên thiên nhục xí, sau một khắc đã đụng thẳng lên trên một cái mộ cổ ở trong đấy. Cái mộ cổ kia ầm ầm chấn động, chấn cho tiên thiên nhục xí của thiên vực cổ thuyền sạt một tiếng khép lại. Nhưng chiếc cổ thuyền vẫn theo quán tính trùng kích, va chạm cho cái mộ cổ này nứt ra, tiếp theo chia năm xẻ bảy, vỡ nát không còn một mảnh. Gã ngục thủ Đinh Mão trên cái mộ cổ kia bị cự hạm nghiền ép, nhục thân vỡ nát. Ta đã rất lâu rồi không được chiến đấu thoải mái một phen. Trung Nhạc vươn tay bắt lấy nguyên thần trong nhục thể vỡ nát của gã ngục thủ Đinh Mão kia, dùng sức bóp một cái, luyện nguyên thần của hắn thành tro bụi. Khoảnh khắc này, hắn không còn là Dịch Tiên Sinh bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, mà hắn chính là Trung Nhạc, là Phục Khí Chiến Thần, đỉnh thiên lập địa. Linh của thời đại Hỏa Kỷ cung cấp cho hắn lực lượng không gì sánh nổi. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, khiến cho hắn cảm giác được chính mình phảng phất như là một vị đế quân của thời đại Hỏa Kỷ, trưởng khống năng lượng vô cùng cuồng bạo. Tư thái của hắn cuồng dã, cho dù là Chư Thiên Vô Đạo do mộ cổ đánh ra cũng không thể nào hoàn toàn che đậy pháp lực và đại đạo của hắn được. Hai gã thủ vệ thiên ngục là Bính Dần và Mộ Thìn từ hai bên giết tới, tiếng trống chấn động trùng kích về phía Trung Nhạc. Hai cái trống lớn ầm ầm đụng lên trên thiên vực cổ thuyền, chấn cho nhục thân Trung Nhạc nổ vang ầm ầm, huyết nhục mục nát. Một thanh thần đao do đại đạo tiên tiên thần hỏa thần túy cấu thành chém xuống, chém thẳng về phía Bính Dần. Đột nhiên tiếng trống chấn động trùng kích cho thanh thần đao hỏa diễm này siêu siêu vẹo vẹo. Thần quang của thanh thần đao hỏa diễm bị đánh cho sạch sẽ, nhưng thần đao cũng không có biến mất. Bề ngoài thanh thần đao này là đại đạo tiên thiên thần hỏa, nhưng bên trong lại là tiên thiên dịch đạo. Thần đao chấm lên trên mộ cổ, đao quang cắt thật sâu vào trong mặt trống. Trung Nhạc thả đao, đao quang một lần nữa rơi xuống. Đúng lúc này, Mậu Thìn thôi động cái trống lớn đánh thẳng tới, tiếng trống đùng đùng vang dội, liên tục đánh thẳng về phía hắn. Thân thể Trung Nhạc lay động, sau lưng mọc ra một cái đầu, diện mạo cổ nhạc, dưới nách mọc ra hai cánh tay, hai tay cầm đao công kích về phía Mậu Thìn. Hắn đứng sừng sững trên thuyền, một thân hai mặt, đại khai đại hợp, nhất tề chống lại hai gã ngục thủ. Tình huống hiện tại của hai gã ngục thủ Thiên Ngục, Mậu Thìn và Bính Dần vô cùng không ổn. Trung Nhạc vì để đối phó với bọn họ đã mời tới hai bạn tạo bả tinh linh thể, Tạo Vật Phi Yên và Thương Hải Thần Hoàng. Hai vị chú linh thể tại thời điểm bọn họ còn chưa động thủ đã hạ nguyền rủa với ba người bọn họ, khiến cho bọn họ tự giết hại lẫn nhau. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng ba người cũng đều đã bị trọng thương, thực lực đại tổn. Bất quá cũng may uy lực của mộ cổ cường đại, cũng đồng dạng đánh trọng thương Bạch Thương Hải và Phi Yên, khiến cho hai vị chú linh thể này không thể không rút lui. Hai gã thủ vệ thiên ngục tung bay trên dưới thiên vực cổ thuyền, tiếng trống không ngừng vang lên. Ở trên thuyền, hai tay Trung Nhạc cầm đao, đại khai đại hợp. Tốc độ của thiên vực cổ thuyền cực nhanh, tốc độ của hai gã ngục thủ thôi động mộ cổ lại cũng không chậm. Hai cái trống lớn tới lui như gió, không ngừng đụng vào cổ thuyền, khiến cho thân hình Trung Nhạc không thể đứng vững. Trong chiến trường, máu tươi giàn giụa, trên mặt trống và trên cổ thuyền vết máu loang lổ. Có chút là máu tươi do hai gã ngục thủ bị thương lưu lại, cũng có chút là do vết máu do Trung Nhạc bị Chư Thiên Vô Đạo trùng kích, nhục thân mục nát mà lưu lại. Bọn họ từ trên thiên không giết tới thiên ngoại, không ngừng ác chiến. Thủ vệ thiên ngục có được mộ cổ cực kỳ đáng sợ, chiến lực bọn họ so với lúc bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trung Nhạc càng đáng sợ hơn. Hiện tại hai cái mộ cổ này đều đã bị hắn chém cho rách nát tả tơi, trên thân đầy rẫy là vết đao. Nghĩ muốn dùng đạo pháp thần thông phá giải Chư Thiên Vô Đạo thật sự là cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên hắn trực tiếp mượn dùng lực lượng bàng đại của Linh thời đại Hỏa Kỷ, dùng lực lượng để mà thủ thắng. 100 tôn hỏa linh có thể khiến cho hắn xuất ra chiến lực đế quân đỉnh phong. Có thể tưởng tượng thủ đoạn hiện tại của hắn mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng cho dù là vậy, đối kháng hai cái mộ cổ cũng khiến cho hắn nhiều lần bị trọng thương. Uy lực của Chư Thiên Vô Đạo thật sự cường đại, quá mức tưởng tượng. So sánh trở lại, chiến lực của hai gã ngục thủ này liền lộ ra bé nhỏ đến không đáng kể rồi. Vù vù vù, đao quang của hắn không ngừng chút xuống, một đao rồi lại một đao chém xuống, giống như liều mạng chém giết vậy. Mỗi một đao chém xuống đều cực kỳ chuẩn xác, rơi lên trên vết đao của một đao trước. Mà ở bên dưới, chiến đấu chém giết rất nhanh đã kết thúc.
quả thật chính là một tràng tàn sát nghiêng về một phía. Trung Nhạc đã kinh doanh mấy trăm năm đằng đẵng trong 3000 lục đạo giới, tụ họp được một thế lực cực lớn, thậm chí có thể chống lại Ba La Dư Đế vị đế quân đẳng cấp này. Dưới trướng hắn, chỉ riêng tạo vật chủ tầng thứ dưới đế cũng đã có 64 vị. Những thần hoàng ma hoàng cấp bậc thiên vương khác là càng nhiều tới 800-900 vị. 5 vị dưới đế, 20 vị thiên vương cộng thêm 28 vị giới chủ rất nhanh đã bị càn quét không còn. Kẻ chết thì chết, kẻ hàng thì hàng, các lộ thiên binh thiên tướng còn lại cũng tử thương vô số. Uy thần lục đạo giới đã hoàn toàn luân hãm. Các thần tộc trong thiên giới, uy thần lục đạo giới đều căng căng thẳng thẳng, không dám thò đầu ra, lo lắng bị đám người cùng hung cực các này gạt bỏ. Trung Nhạc tuyệt đối có được lực lượng này. Các thần hoàng lui ra. Hai chân của tạo vật Hạ Lan mọc trở lại, xuất lĩnh những tạo vật chủ khác phóng thẳng lên cao, giết lên thiên ngoại. 64 vị tạo vật chủ dừng lại ở xa xa, bao vây chiến trường, chăm chú quan sát, cặp mày cũng đều nhíu chặt. Trận chiến này chúng ta không thể nhúng tay vào, thậm chí cũng không thể ngăn cản hai gã thủ vệ thiên ngục này chạy trốn được. Bọn họ cảm giác nan giải sâu sắc, bọn họ không thể tham dự vào trận chiến này, chỉ có thể ở xa xa ngắm nhìn. Nếu như bọn họ nhúng tay vào, còn chưa đi tới trước mặt hai gã thủ vệ thiên ngục, toàn bộ pháp lực và thần thông cũng đã tiêu hao hết thảy. Mà nếu như Bính Dần và Mộ Thìn bỏ chạy, bọn họ cũng không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn cản. Hết thảy thủ đoạn của bọn họ cũng đều không thể ngăn cản được trùng kích của Mộ Cổ. Trung Nhạc chiến đấu với hai gã ngục thủ kia càng lúc càng thảm liệt. Mỗi một lần cổ mộ va chạm cũng đều khiến cho đại đạo của hắn vỡ nát, khiến cho huyết nhục, nhục thân hắn ào ào rơi xuống, biến thành nước mủ. Lấy cung tới đây. Một vị tạo vật chủ chợt quát một tiếng, lấy ra một thanh thần cung, quát lớn: các vị giúp ta một tay. Đám tạo vật chủ nhau nhau hiện ra bản thể, có kẻ là chân long, có kẻ là phượng hoàng, có kẻ là thạch nhân, ra sức giúp hắn dưng cung, kéo căng thanh thần cung này. Một đạo quang tiến bắn thẳng về phía Bính Dần. Đạo quang tiến kia sáng ngời tới cực điểm. Những nơi quang tiến đi qua, không gian giống như mặt sông gặp phải thuyền nhanh, bị mạnh mẽ cắt ra. Nhưng lúc này tiếng trống lại vang lên, uy năng của đạo quang tiến kia nhất thời tiêu tán, thậm chí không thể bay tới bên cạnh của Bính Dần. Đám tạo vật chủ hai mặt nhìn nhau, xung quanh hai gã thủ vệ thiên ngục này có một tầng lực tràng vô đạo, bất luận thần thông đạo pháp gì rơi vào trong đấy cũng đều mất đi tác dụng. Chúng ta không thể giúp được bất cứ cái gì rồi. Tạo vật Hạ Lan lắc đầu chán nản nói. Canh Vương gia đột nhiên lên tiếng: nếu các vị có thể vận chuyển chư thiên tới, ta có thể mượn tinh lực của chư thiên tới chấn áp hai gã ngục thủ này. Cái này ngược lại dễ làm, dễ làm. 64 vị tạo vật chủ nhau nhau tế khởi từng tòa chư thiên. Trong chư thiên có vô số ngôi sao. Canh Vương gia hít mạnh một hơi, chỉ thấy vô số ngôi sao trong chư thiên sáng lên, tinh lực cuồn cuộn, hội tụ thành hồng lưu. Từ trong từng tòa chư thiên bay ra, biến thành một vòng xoáy tinh lực thật lớn trên đỉnh đầu Canh Vương gia. Đó là lực lượng vô cùng khủng bố, là tinh lực của ước ngàn vạn ngôi sao. Cỗ lực lượng kia thậm chí khiến cho rất nhiều tạo vật chủ không thể không lùi về phía sau. Canh Vương gia dốc tận khả năng, thôi phát tinh hà linh thể tới tận cùng, đột nhiên hét lớn một tiếng, một thanh tinh kiếm thật lớn cắt ra tinh không, chém thẳng về phía Mộ Thìn. Thật không hổ là tinh hà linh thể mà. Vô số tạo vật chủ không khỏi tán thán. Tinh hà linh thể được xưng là linh thể cường đại nhất thế gian đương đại, quả thật không phải là bắn tên không đích. Cuộc đời này Canh Vương gia đã tu luyện tới cảnh giới thần hầu viên mãn, chỉ kém nửa bước chân sẽ có thể tu thành thần hoàng, giá ngự tinh lực chư thiên, uy lực đáng sợ, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Mậu Thìn đang lúc giao phong với Trung Nhạc, căn bản là làm như không thấy. Đợi tới khi thanh tinh kiếm kia chém xuống, cái trống lớn đột nhiên khẽ lật, thanh tinh kiếm chém thẳng lên trên cái trống lớn. Sau đấy thanh tinh kiếm nhìn như vô địch kia bị tiếng trống chấn vỡ, uy năng không còn. Canh Vương gia nhất thời ngẩn ngơ, thất hồn lạc phách. Đây là một kích mạnh nhất của hắn, mượn tinh lực rất nhiều chư thiên như vậy mới có thể đánh ra được. Nếu là ngày thường, lực công kích của hắn so với một kiếm này còn kém hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Ngay cả một kiếm cường hãn như vậy cũng không thể gây tổn thương cho hai gã ngục thủ này chút nào. Có thể tưởng tượng Trung Nhạc đang lúc mạnh mẽ chống đỡ hai gã ngục thủ phải thừa nhận áp lực cực lớn tới mức nào. Bản lĩnh của đại huynh đã vượt qua ta không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn thầm than một tiếng, trong lòng có chút cảm giác thất bại. Tất cả mọi người đều không thể làm gì. Bọn họ mặc dù là tồn tại đỉnh cao nhất tại hạ giới,
nhưng đối mặt với thủ vệ thiên ngục lại có một loại cảm giác lão hổ ăn con nhím, không thể nào hạ khẩu. Có thể tưởng tượng, nếu đang giao phong với hai gã ngục thủ không phải là Trung Nhạc mà là bọn họ, tất nhiên sẽ là một chiêu liền chết xuống đài. Đột nhiên tạo vật chủ Hạ Lan chợt nói: "Nếu vương gia trực tiếp thôi động tinh cầu, dùng tinh cầu trực tiếp oanh kích hai gã ngục thủ này, ngược lại có thể giúp đỡ chủ công một tay." Ánh mắt của canh vương gia sáng lên, tiếng trống kia cấm cố vạn đạo thiên địa, che đậy hết thảy thần thông đạo pháp, nhưng lại không có khả năng ngăn cản công kích thực thể. Hắn thân là tinh hà linh thể, tập hợp tinh lực thôi động tinh cầu oanh kích, đối với hắn cũng không có chút khó khăn. Canh vương gia điều động một quả tinh cầu, ầm ầm ném thẳng về phía Bính Dần. Không ngờ tiếng trống chấn động một cái, quả tinh cầu kia nháy mắt vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người nhất thời ngẩn ngơ, vô kế khả thi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cái mộ cổ mà Bính Dần đang giáng ngự kia, dưới đao quang của Trung Nhạc, ầm một tiếng nứt ra. Bính Dần phóng người nhảy lên, rơi xuống trên cái mộ cổ của mộ thìn kia. Thân thể của hắn còn chưa đáp xuống trên mộ cổ. Đột nhiên, đầu thân rời ra, cái đầu lăn xuống khỏi cổ. Nguyên thần trong nhục thể cũng bị một đao chém đứt, hồn phách tiêu tan, chết oan chết uổng. Mà lúc này, trên dưới toàn thân Trung Nhạc đã không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh. Bất tử chi thân của hắn cũng khó có thể bảo toàn nhục thân, bị mộ cổ trùng kích cho huyết nhục lần lượt mục nát, nhục thân héo rũ. Hiện tại chỉ còn lại một bộ xương cốt đẫm máu còn đứng ở trên thuyền. Mặc dù mộ thìn nhìn thấy đồng bạn tử vong cũng là không chút nào động dung, căn bản là không định đào tẩu, vẫn tiếp tục liều mạng mà tiến công. Màn trang diện này cực kỳ thảm liệt, cặp mày của đám người canh vương gia nhíu chặt. Chiến đấu tới trình độ này, mộ thìn tiếp tục tái chiến đã không còn bao nhiêu tác dụng. Theo lý mà nói, hắn hẳn là nên trở lui, không cần tái chiến. Nhưng hắn phảng phất như không chút nào để sự an nguy của bản thân ở trong lòng, vẫn giống như cơ giới tiếp tục chiến đấu. Ý chí chiến đấu bậc này khiến cho người ta phải bội phục, nhưng cũng có chút quỷ dị. Ý chí chiến đấu cường hãn như vậy mang tới cho người khác một loại cảm giác không phải là người sống mà là một cỗ máy chiến đấu. Thật ra với thực lực của Mậu Thìn, nếu hắn muốn chạy trốn, đám người canh vương gia không một ai có thể ngăn chặn hắn lại, chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu. Hơn nữa, sức chiến đấu hiện tại của Trung Nhạc cũng không bằng được trước đây, có thể đuổi kịp hắn hay không vẫn chưa thể nói trước được. Đột nhiên cái mộ cổ dưới chân Mậu Thìn bị đao quang của Trung Nhạc chém nứt ra, vỡ thành hai mảnh. Mậu Thìn nhìn về phía đạo đao quang đập vào mặt kia mà tới, sắc mặt vẫn như cũ, không đổi, không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn lạnh nhạt nói: "Mặc dù chúng ta thua rồi, nhưng sẽ còn có thủ vệ cuồn cuộn không ngừng tới đây, tiếp tục mà truy sát ngươi vô cùng vô tận, mãi cho tới khi thiên hoàng địa lão, mãi cho tới khi ngươi hoàn toàn tử vong." "Thật đáng tiếc là ngươi sẽ không thấy được một màn kia rồi." Trung Nhạc thu đao, cái đầu của Mậu Thìn từ trên cổ rơi xuống. Trong mi tâm Mậu Thìn chợt chấn động một tiếng, một đạo kim quang phá không bay đi. Trung Nhạc vội vàng vươn tay chụp tới, đột nhiên nhục thân của hắn triệt để sụp đổ, xương cốt toàn thân ra một tiếng vỡ nát, không kịp bắt lấy đạo kim quang kia. Đám người canh vương gia tạo vật chủ Hạ Lan nhao nhao bay lên không trung chụp về phía đạo kim quang kia. Chỉ thấy đạo kim quang kia ong một tiếng chấn động, nhao nhao đánh cho rất nhiều tạo vật chủ văng thẳng ra ngoài. "Đó là cái gì vậy?" Một vị tạo vật chủ thất thanh nói. Chỉ thấy đạo kim quang kia cắt qua tinh không bay đi, biến mất không thấy đâu nữa. Trên cổ thuyền, huyết nhục Trung Nhạc động đậy, xương cốt tái sinh, sắc mặt có chút khó coi. Lần này mặc dù hắn mượn lực lượng của Hòa Linh cũng thu hồi thân quá khứ của chính mình, nhưng cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Hơn nữa đạo kim quang từ trong mi tâm Mậu Thìn kia bay ra cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác không tốt cho lắm. Lần này sở dĩ hắn có can đảm lựa chọn quyết một trận tử chiến với ba gã thủ vệ thiên ngục tại Uy Thần Lục Đạo Giới, chính là vì hắn có thế lực thật lớn trong 3000 lục đạo giới. Cho dù là Ba La Giới Đế đã tu thành đế quân cũng không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, hiện tại Ba La Giới Đế đã bị Tư Mệnh bức bách đến mức không dám ra ngoài. Hắn có thể nói là có đầy đủ năng lực có thể đánh một trận. Nhưng không biết tạo kim quang này là vật gì, lại có thể xuyên qua sự phong tỏa và truy bắt của các tạo vật chủ. Nhìn tình hình này, đạo kim quang này là bay tới Tử Vi. Nếu bên phía Tử Vi biết được hắn chính là Trung Nhạc, vậy thân phận dịch tiên sinh của hắn triệt để bại lộ, ngay cả Tử Vi cũng không trở về được nữa. Thành viên tổ chức chính mình gian gian khổ khổ tích lũy, kể cả thân hiếu của chính mình cũng sẽ vì vậy mà bị chôn vùi. Đột nhiên trong cơ thể Trung Nhạc vang lên thanh âm của thủ lĩnh Hỏa Linh có chút thất lạc nói:
đó là khế văn hỏa linh, đáng tiếc là đã bay đi mất rồi. Thủ vệ thiên ngục đạt được khế văn này vẫn sẽ có thể tìm được chúng ta, tiếp tục tiến hành thiên phạt chúng ta, trừng phạt việc chúng ta phạm vi hiệp định thượng cổ. Sao? Khế văn hỏa linh ư? Hóa ra là khế văn hỏa linh, ta còn tưởng rằng là linh hồn của thủ vệ thiên ngục đã bay đi rồi. Trung Nhạc nhất thể thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đấy lại trở nên khẩn trương. Bất quá khế văn hỏa linh này quả thật rất phiền phức, nhất định là phải thu hồi khế văn này vào trong tay, bằng không sau khi ta trở về tử vi vẫn sẽ bị thủ vệ thiên ngục tìm tới. Nếu là như vậy, thân phận của ta vẫn sẽ bị bại lộ trước thời hạn thôi. Hiện tại thương thế của hắn quá nặng, không thể giã ngự thiên dực cổ thuyền đuổi theo. Mau truyền lệnh xuống, phong tỏa uy thần lục đạo giới. Trung Nhạc chế trụ thương thế, trầm giọng nói: đám người canh vương gia tạo vật Hạ Lan tiến vào thiên giới, phá hủy hết thảy những truyền thống trận thiên giới có thể đi thông những lục đạo giới khác. Sau đấy lại tiến vào thiên đình, phá hủy truyền thống trận của thiên đình. Đám người thiên vân tại Bất Hoàng và yêu hoàng viên thất giết vào địa ngục luân hồi, tiếp quản địa phủ. Trung Nhạc đợi sau khi bình định xong uy thần lục đạo giới, mời canh vương gia tới, rồi mỉm cười nói: nhị đệ, ngươi là đệ đệ của giới đế tiền triều canh vương gia trước đây. Nếu ngươi trở thành giới đế của uy thần lục đạo giới, thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới cũng đều sẽ phục ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng canh giới đế, thống lĩnh uy thần lục đạo giới này. Canh vương gia cười hắc hắc nói: ta ở Đà Sơn lục đạo giới được Sương Minh giới đế trọng dụng. Sương Minh giới đế đối với ta không tệ, ta còn muốn trở về giúp hắn thống trị Đà Sơn lục đạo giới. Trung Nhạc lắc đầu nói: Sương Minh giới đế là huynh trưởng của ta, kiếp trước là Phục Hy, đã chuyển thế thành độc mục thần tộc. Ta và hắn 10 vạn năm trước là cùng một nhà. Canh vương gia nhất thời ngẩn ngơ. Hắn từng nghe Trung Nhạc gọi Sương Minh giới đế là huynh trưởng, trong lòng đã có hoài nghi. Hiện tại nghe được Trung Nhạc chính miệng thừa nhận, lúc này mới có thể khẳng định chính mình ở Đà Sơn lục đạo giới nhiều lần được Sương Minh giới đế chiếu cố. Đoán chừng cũng là do Sương Minh giới đế nhìn mặt mũi của Trung Nhạc nên mới đối với hắn yêu ái có thừa như vậy. Canh vương gia mỉm cười nói: mà thôi, xưng thần dưới chướng người khác cuối cùng cũng không khoái hoạt bằng tự mình làm giới đế kìa. Cái mạng này của ta là do ngươi cứu, thù hận của ta cũng là do ngươi hỗ trợ báo giúp ta. Sau này uy thần lục đạo giới này cũng là ta giúp ngươi xử lý, ngươi mới là chủ nhân chân chính của uy thần lục đạo giới này. Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói: nhị đệ, ngươi đã xem thường chính mình rồi. Uy lực tinh hà linh thể to lớn, hiện tại ngươi vẫn chưa khai phá ra một phần vạn của nó thôi. Đợi tới lúc ngươi tiếp xúc tới bí cảnh thứ 7, ngươi mới biết tiềm lực của tinh hà linh thể kinh khủng tới mức nào. Sao? Bí cảnh thứ 7? Bí cảnh thứ 7 ở đâu ra? Canh vương gia nhất thời ngẩn ngơ, không hiểu ý hắn. Trung Nhạc mỉm cười nói: ngươi cứ thượng nhiệm trước đi, cố gắng dàn xếp vụ lục đạo giới này, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Canh vương gia xuất lĩnh chư thần tiến vào thiên đình, triệu tập thiên vương, chân vương, pháp vương, đầu lĩnh các tộc của 6 giới thiên, địa, thần, ngũ hành, vạn tượng và ngục giới tới thiên đình tiến hành đại điển đăng cơ. Trường canh giới đế đăng cơ trở thành tân giới đế của uy thần lục đạo giới. Trung Nhạc chậm rãi dưỡng thương, đợi sau khi trường canh giới đế lên ngôi, lúc này thương thế của hắn mới khỏi hẳn, lại phân tách của Nhạc ra. Mấy trăm năm tao ngộ, tất cả mọi chuyện của thân quá khứ này của hắn cũng đều chiếu rọi vào trong đại não của hắn. Trong hơn 500 năm này, Cổ Nhạc ở trong 3000 lục đạo giới đã tăng ngộ không biết bao nhiêu trận phục sát, bao nhiêu trường kiếp nạn, có thể nói là từng bước nguy cơ nhưng lại phòng thủ nghiêm ngặt, không ngừng tiến thủ. 400 năm trước, hắn xuất lĩnh rất nhiều thần ma giết trở về Lôi Trạch lục đạo giới. Lão tộc trưởng Lôi Trạch Thị nhắm mắt xuôi tay. Hắn ở trong thánh điện Lôi Trạch Thị lực áp Lôi Trạch Thị dị tộc, bày cục giết chết giới đế của Lôi Trạch lục đạo giới, nâng đỡ dòng chính Lôi Trạch Thị kế thừa chức vị tộc trưởng. 300 năm trước, Tử Vi phái cường giả tới tiêu diệt phản tặc Phục Hy, triệu tập cao thủ 3000 lục đạo giới vây đuổi chặn đường, Cổ Nhạc chém giết vô số, cuối cùng chạy thoát được. 200 năm trước, hắn thừa dịp hỗn loạn tiến hành cướp ngục, cứu đi không biết bao nhiêu cao thủ, đã tích lũy được tiền vốn hùng hậu. 100 năm trước, hắn một lưới bắt gọn toàn bộ cao thủ từ tinh vực Tử Vi tới đây, lại liên thủ với Thiên Tiên Nương Nương nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, họa loạn 3000 lục đạo giới, dẫn phát loạn cục trong 3000 lục đạo giới. Tuy nói thân quá khứ cũng chính là bản thân hắn, nhưng Trung Nhạc cũng không cảm thấy kinh tâm động phách với những tăng ngộ trong khoảng thời gian này của Cổ Nhạc. Toàn bộ ký ức của bọn họ tương dung hội tụ lại một thể,
Qua một lúc lâu sau, sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói: "Tương lai còn cần ngươi thay ta chết một lần." Cổ Nhạc mỉm cười nói: "Ta chính là ngươi của quá khứ, chỉ cần ngươi không chết đi thì thân quá khứ này vẫn còn tồn tại, chết một lần thì có làm sao?" Trung Nhạc gật đầu, lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, lên tiếng nói: "Ta không thể lưu lại ở nơi này quá lâu, sau này ngươi tới chiếu cố bọn họ." Cổ Nhạc nhận lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, tâm niệm vừa động, thả đám người Lục Đạo Lão Nhân, Sư Bất Dịch trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, rồi mỉm cười nói: "Đại sư tử, đi theo ta thôi." Sư Bất Dịch không người về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc gật đầu một cái. Cổ Nhạc lấy ra một mảnh lá cây đưa cho Trung Nhạc, sau đấy mang theo bọn họ rời đi. Trung Nhạc quan sát mảnh lá cây, sau một lúc mới thu hồi lại. Mảnh lá cây này là bảo vật hắn trộm được từ trong bảo khố của Ba La Giới Đế, là một mảnh tiên thiên thụ diệp. Thời điểm hắn rời khỏi 3000 lục đạo giới đã ra cho Cổ Nhạc giữ. Bất quá những năm gần đây, Cổ Nhạc thủy chung cũng không phát hiện ra ảo diệu ở bên trong. Trong nhà cầu phủ, Trung Nhạc nhắm mắt ngưng thần. Trong khoảng thời gian hắn dưỡng thương này, đã tu luyện bất diệt thần thức tới tầng thứ 7, sắp sửa tu luyện tới thần thức thứ 8. Nếu như tinh thần lực tu luyện tới thần thức thứ 8, tinh thần lực của hắn có thể nói là thần thức cường đại nhất trên dưới đế cảnh. Đế của Phục Hy Thí có kẻ chuyên môn tu luyện thần thức, có kẻ chuyên môn tu luyện thần nhãn, có kẻ chuyên môn tu luyện sống lưng, có kẻ lại chuyên môn tu luyện đuôi rắn. Tân Hỏa có chút suy tư nói: "Ngoại trừ những cái này ra, còn có thần tâm, đạo âm, pháp lực và thân pháp kìa. Nếu có thể thấu hiểu quán thông những công pháp đế cấp này, luyện thành một loại công pháp, há không phải có thể tập hợp ưu điểm mạnh nhất của chư đế rồi hay sao? Làm được một bước này, hẳn sẽ là vô địch rồi." Trung Nhạc bị hắn nói tới mức tim đập thình thịch, sau đấy lại lắc đầu mỉm cười nói: "Nào có môn công pháp nào có thể bao quát toàn bộ sở học của chư đế như vậy chứ? Lần trước ta dùng thiên bàn để thôi diễn cũng cần mượn trí tuệ của mấy tôn đế mới có thể mẫn cưỡng dung hợp 4 môn công pháp đế cấp được. Muốn thấu hiểu quán thông công pháp của chư đế Phục Hy Thí luyện thành một thể, chỉ sợ cần phải tập hợp trí tuệ mấy trăm tôn đế mới có thể làm ra được. Đây là chuyện không có khả năng. Thế gian này làm gì có được mấy trăm tôn đế đấy?" Chư đế của Phục Hy Thí đều tu luyện lĩnh vực của mỗi người tới mức cực hạn. Nghĩ muốn dung hợp là khó khăn tới mức nào đây? Trung Nhạc cũng muốn dung hợp, bất quá con đường hắn muốn đi là luyện chế bảo vật thiên đạo. Ví dụ như luyện chế ra thiên bàn hoàn chỉnh, sau đấy thôi diễn. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa có bản lĩnh luyện chế ra thiên bàn. Hắn thôi động bất diệt thần thức tinh, dược lực tích lũy trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần. Có thể đột phá thần thức thứ 8 hay không chính là tại một lần này. Tinh thần của hắn càng lúc càng thâm thúy, có một loại cảm giác sâu không thể lường. Tinh thần biến thành thần thức không ngừng chấn động, thần thức đột phá từng tầng không gian, cảm thụ ảo diệu và chân lý của vũ trụ. Có Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ làm cơ sở, hắn tu luyện bất diệt thần thức tinh cũng dễ dàng gấp bội. Thần thức càng lúc càng lớn mạnh, thần thức thứ 7 cũng đã có thể xuyên phá 7 tầng không gian, khiến cho lực thần thông đạo pháp của hắn nâng cao một bước. Nếu hắn tu ra thần thức thứ 8, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn, thần thông cũng sẽ càng có uy năng hơn. Lại qua hơn một tháng, thần thức của Trung Nhạc càng lúc càng mạnh, nhưng thủy chung cũng không thể đột phá. Hắn đã gặp phải đốn ngộ chướng. Cái gọi là đốn ngộ chướng cũng là một loại bình cảnh bất đồng với nhận thức chướng. Nhận thức chướng là nội tình không đủ, kiến thức thiếu hụt, mà đốn ngộ chướng thường thường là tu vi đã tới, kiến thức đã đủ, nội tình cũng đã tới, nhưng tu duy rơi vào hỗn độn, không cách nào phá tan hỗn độn, nhìn thấy thanh thiên. Đánh vỡ đốn ngộ chướng chỉ có thể dựa vào duyên phận. Có lúc trong lòng hiểu rõ sẽ có thể rộng mở trong sáng, có lúc một chút chỉ điểm trong lơ đãng sẽ có thể đột phá. Tất cả chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Nếu như đã vô duyên đột phá, không bằng đơn giản nghiên cứu hai cái mộ cổ này. Hắn đang định lấy mộ cổ ra nghiên cứu, nhưng đúng lúc này nhà cầu phủ đột nhiên có khách tới chơi. "Trung hầu gia, nguyên quân lệnh cho ta tới đây đưa món đồ này cho ngươi." Khách tới lại là người quen của Trung Nhạc, gọi là Dạ Thiên Tử, đã từng gặp qua ở trong hỗn loạn tinh hải, từng kính qua Trung Nhạc một ly đế nhưỡng. Trung Nhạc và Vân Quyển Thư còn hoài nghi hắn là thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế. Dạ Thiên Tử lấy ra một hộp ngọc nho nhỏ, trong hộp ngọc có một đạo kim quang bay loạn, không ngừng va chạm vào hộp ngọc, nỗ lực đánh vỡ hộp ngọc, phá không bay đi. "Sao? Khế văn hỏa linh ngư?" Trong lòng Trung Nhạc giật mình,
Đạo kim quang trong hộp ngọc kia chính là khế văn hỏa linh, hiệp định thượng cổ mà hỏa linh đã ký kết với thiên. Dạ thiên tử, giao hộp ngọc cho hắn rồi cáo từ rời đi. Trung Nhạc cầm lấy hộp ngọc, trong lòng ngơ ngẩn. Tư Mệnh cũng đang ở trong 3000 lục đạo giới, hiện tại hắn cũng đang chú ý tới động tĩnh và hướng đi của hắn. Nàng có được lục đạo thiên luân, cường giả chí chứng vô số, bắt được khế văn hỏa linh cũng không quá phiền phức gì. Tư Mệnh bắt lấy khế văn hỏa linh, lệnh cho Dạ thiên tử tới giao cho ta, xem như là đang liên thủ với ta rồi sao? Trung Nhạc thấp giọng nói. Tân Hỏa thì lại cười lạnh một tiếng nói. Tiểu nữ nhân vô sự mà xum xoe, chẳng qua là muốn khiến cho ngươi tạm thời không chết được, đợi tới lúc ngươi cường đại lên, sau khi lại giống với ngươi rồi, nàng ta mới lại giết chết ngươi mà thôi. Trung Sơn Thị à, ngươi bị nòng nọc thượng não rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới gấu váy của nàng ta thôi. Trung Nhạc một trận yên lặng, lắc lắc đầu nói. Tư Mệnh và ta là đồng tộc, sao lại hại ta được? Tân Hỏa, ngươi quá lo lắng rồi. Mà thần thức thứ 8 khó có thể đột phá, không bằng đi tới vũ trụ của lão tìm kiếm tổ đình, dọc đường suy nghĩ một chút xem chư thiên vô đạo này rốt cuộc là thần thông gì. Hắn đi tìm Hỗn Độn Vũ, đang định rời khỏi nhà cầu phủ, trong lúc vô tình ngẩng đầu chợt nhìn thấy một nàng nữ tử bên ngoài phủ, không khỏi ngây dại. Đó là Y Huyền Quân, nữ tử xinh đẹp nhất uy thần lục đạo giới, thậm chí là 3000 lục đạo giới. Một nàng nữ tử nguyện ý cùng với hắn đi tới tử vi liều chết. Nữ tử này đang đứng ở ngoài cửa, phảng phất như đã chờ đợi suốt 500 năm đằng đẵng vậy. Đáy lòng Trung Nhạc đột nhiên có vô số tư tưởng vọt tới, thức hải ầm ầm chấn động. Thần thức của hắn giống như không thể khống chế bay lên, tự hồ muốn đập phá thời gian và không gian, quay trở lại đoạn tuế nguyệt hai người gặp nhau, mến nhau, đi ôn lại mỹ hảo, đi ôn lại xanh tươi, đi ôn lại sự ngọt ngào. Quá khứ giống như hồ điệp ở trong thần thức, hắn nhẹ nhàng vũ động hai cánh tung bay. Hắn dùng thần thức nhìn thấy tình yêu đã đi qua của chính mình. Thần thức thứ 8 của hắn tại thời điểm nhìn thấy nữ tử này, trong lúc bất chợt đã tu thành. Bất chợt là một cái quay đầu, bất chợt là một lần gặp mặt, bất chợt là một sợi dây đàn đã yên lặng trong lòng rồi lại một lần nữa bị gảy vang lên. Bất chợt là tình cảm ẩn giấu ngày xưa một lần nữa bạo phát. Bất chợt là duyên, là phận, là tưởng niệm xuyên qua thời gian 500 năm. Bất chợt thần thức thứ 8 của hắn cũng bất chợt được tu thành.